Bây giờ em sẽ test cái con tủ đài này ha. Bề ngang nó khoảng 1m6 đó nha quý vị. Cao khoảng gần 60. Bật qua đây ha. Rồi, cho kim vào. Tủ đài Victor, cái này là bản limited nha, giới hạn. Đài FM thì 90, 90,2, AM thì 1600 MHz. Chiều ngang này thì nó khoảng 1m6 nha, 1m6. Sâu thì nó khoảng 30 mấy 40 như vậy. Model nè 55T ha, đó tới là 55T. Nó bọc gỗ lạng hết luôn nha, bên trong gỗ lạng hết luôn. Đây, Hi-Fi Style Audio Victor Company of Japan Limited nha quý vị. Logo chó ngựa càng ở đây ha. Dễ thang, hoạt động hoàn hảo các chức năng hết nha, radio rồi có cổng kết nối ngoài AUX nữa. Chúng ta có thể để thêm một cái con CD chồng lên đây, hoặc là để cái học ở dưới đây ha, để con CD học dưới đây cũng được ha quý vị. Đây nó cũng chán gỗ hết luôn nha quý vị. Đây, đó, gỗ lạng hết nha, bên trong cũng bọc gỗ lạng luôn, gỗ lạng toàn bộ hết á, thùng thì gỗ lạng hết. Ba cục rời ha, rất là thuận lợi. Quý vị có thể không muốn gần để gần thì để, muốn để xa để nó tiện hơn là cái dạng mà để chung một cục. Cái này ba cục rời rất là tiện lợi luôn. Giá thì cũng bình dân ha. Loa thì gồm một bass và một tép thôi. Loa toàn giải nha, toàn giải củ bánh chưng, củ bít to luôn nha, củ bánh chưng, củ vuông. Một bass toàn giải khoảng 20, 23 gì đó. Và một cái chép giấy, củ cũng là củ móng ngựa luôn. Như bass 20 nha quý vị, bass 20 nhưng mà toàn giải nha, loa toàn giải chứ không phải loa thường. Toàn giải mà củ bánh chưng luôn. Thiết kế thùng to bự, khi mà chúng ta nghe những cái nghe bằng CD qua thì nó đánh là có cái tiếng bass luôn nha quý vị, có tiếng bass rất là hay, nhẹ nhàng rất là hay. Những dòng này thì cho cái tiếng rất là thật, rất là mộc. Nhìn đĩa thang sướng mắt nha mọi người, đóng xuống về cũng được ha. Rồi phía đây nó có một cái hộc ở đây, hộc đây chúng ta có thể để đĩa, để CD ở dưới đây cũng được nha mọi người. Đó, quý vị không thích mở vậy, muốn mở thẳng ra luôn á, mở cho nó bẹt ra đây luôn thì gỡ cái này ra ha, thì nó sẽ bẹt ra luôn. Mở thanh cố định này ra mà cục hít này vẫn còn nha vậy, để vào vẫn hít ha, nó có cục hít gỗ lạng hết. Quá đẹp. Phía sau đây, phía sau xuất sắc ha. Nói chung là xuất sắc hết. Đánh 4 con sò sắt nha, âm ly đánh 4 con sò sắt. Quý vị thấy cái miếng sắt của nó to, nó mới sáng chó, mới chát gì luôn ha quý vị. Đánh 4 con sò ha. Cổng phono đây ha, cổng AUX đây ha. Đó,
có cổng kết nối giọng dáng giọng giống âm Lý Đức á, em tặng cái jack này ra luôn, về game CD vô đây hát thôi. Dây lo thì nó xài hai cái jack này ha, gin theo hết, nguyên gin theo nó hết, không có khác gì hết. Cái lỗ trống này nó có cái miếng chặn nha quý vị, đâu miếng chặn đâu rồi, đây. 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 Miếng này của nó ha, chúng ta để vào như vậy ha. Đó, dành cho tủ ha. Chúng ta sẽ tại em test em tháo ra gì cho dễ quay ha, chứ nó gắn hoàn hoàn mới đúng. Đẹp tuyệt đẹp nha quý vị, vuông thành sắc cạnh hết. Rồi. Gỗ quá đẹp luôn.